99 xem nha. Hôm nay là họ báo là họ sẽ đóng cửa tiệm á. 99 xem này cả nhà. Thì họ có bớt 30% off nha. Mình không biết coi có cái xe nào không. Không có xe. Thank you.
tại má đợi hoài má không có chỗ nào. Đâu? Đâu rồi? Kìa. Tập dở cái món gì không kìa. Oh yeah, they have the sign here. Wow. What is this? Ryan? Oh, this one is too for the light. It's $4. 2.80 đồng. Brian, come here. Brian. Brian ơi, mới gọi Brian. Mua xong rồi nè các nhà. Giờ mình đi ra nha, còn cần xe, xe. Đó, mua xong rồi. Bye bye, chạy 99 sen nha. À, đi ra Bắc Kinh nè con. Bro, let's just walk there. It's right there, Mom. Okay. Oh, wait, actually, I need water. Yo, let's just do it, because we need bags anyways. No, they have cart, right? When you put it away, look. They have cart.